Hello, xin chào anh em nha, mình là Đường Audio. Trong video hôm nay thì sẽ mang đến cho anh em mầm đẩy đến từ thương hiệu nội địa Nhật Bản là Yamaha. Và dòng này sẽ có cái model là PC1002 nha. Về cục đẩy có một mức cấu hình nó là siêu khỏe đó mà. Con này công suất của nó cũng chưa ở trạng thái 8 ohm là 100W ở mỗi channel nha anh em. Còn khi mà chơi ở chợ tháng 4 ohm thì công suất của nó là 150W ở mỗi channel. Còn nếu mà anh em chơi mono thì công suất của nó là 300W anh em. Nhìn như vậy thôi anh em sẽ nghĩ là nó sẽ yếu, mà thật ra thì nó sẽ kiên định ta tổng cộng là 8 con sò công suất anh em. Con này thì nó chạy đặc biệt là sò sắt của Sanken, mà sò này có âm thanh vẫn là siêu khỏe. Thì từ trước đến nay thì anh em chơi thì anh em cứ phụ thuộc thì đi vào về những công suất, anh em quên là sò của một cân phần mà quyết định công suất lên rất là nhiều. Ngày chạy 8 con thì công suất phải nói là gấp 4-5 lần so với những cầm sò bình thường nha anh em. Đây, mọi người cùng xem qua bệnh thuốc thì bệnh kế nhập sản phẩm này nhà hàng được gửi về cho anh em về hình thức còn mới khoảng 90%. Thiết kế của sản phẩm này nó sẽ có hai cái volume để điều chỉnh cho hai channel nha anh em. Còn mặt bên trong sản phẩm này thì anh em sẽ thấy là ở đây thì nó sẽ có hai cái trong công việc nha anh em, và nó sẽ chứa sò bên trong. Đây, mỗi bên thì nó sẽ có là hai con xanh kim, và bên đối diện thì tương tự sẽ có hai con nha, tổng cộng là 4 con ở mỗi bên. Còn về mặt sau của sản phẩm này, đây sản phẩm sẽ kiêm một hệ thống là 4 chặp loa. Còn cái cổng để mà anh em biết tín hiệu nghe nhạc thì phải nói là rất là nhiều vô tư luôn, mà đây em phải mà chơi qua chắc là 6 ly là bông sen, và em phải chơi qua chắc Canon được cái đều có nha anh em. Em mua mình tặng luôn cho em hai đồ chắc chỉ từ 6 ly là bông sen. Còn đây là các môn chức năng chơi stereo và em chơi mono. Nếu mà anh em mà chơi một loa thì ảnh khỏe hơn. Còn phía dưới là tem trong sản phẩm này nha anh em. Yamaha model là PC1002, được sản xuất bởi Nippon Gaki, điện là 100V, công suất tiêu thụ điện là 250W, hàng chính hãng là Made in Japan nha anh em. Còn về nội thất bên trong của cục đẩy này thì phải nói là rất là chi tiết và rất là dày đặc anh em. Con này tổng trọng lượng nó là tầm là 16 kg mà rất là khủng khiếp. Con này sẽ tiêm bị tam cái tăng cô siêu to khổng lồ, chạy hai cụ động nguồn to bằng lon sữa bò anh em. Và cái linh kiện ở bên trong cái bản mạch để anh em thấy là còn màu vàng óng ánh anh em, màu xanh thì nó hiện nó là lè snack mà nói chung là mới kem. Và hàng mình bán thì bao nhiêu đối cho những chơi yên tâm. Và với cấu hình của này thì em đỡ mặt thoải mái mà ghép loa anh em. Em chơi những dòng loa chung 3 tấc và dòng trường sân khấu, và anh em chơi những dòng 4 tấc của này cũng thừa sức ứng được nhu cầu đó của anh em. Anh em mà chơi sân vườn cái dòng này nó là thoải mái mà. Còn anh em mà chơi hai cặp full 30 cũng rất là tốt anh em. Con này anh em cần ít lum chút thôi mà phải tiến ra nó rất là khỏe rồi. Tại vì chung những dòng mà chơi sản sắc dòng Yamaha mình đã chơi rất là nhiều đường đời tầm 1002 dòng đời cao hơn 2002 21 thì tính ra được rất là khỏe. Và thương hiệu Yamaha thì làm đẩy gì không biết gì để chơi luôn, nhưng mà anh em chơi mà một trong những đối tác mà khi mà anh em mà chơi những trường loa cao cấp, những
dùng loa mà nghe hơi khó tính, như bắt bò, bánh bao. Anh em đang chơi một đẩy mà nó khỏe để đáp ứng được những nhu cầu đó của anh em. Giá mình chỉ là cho anh em chỉ với 5.200.000 đồng. Anh em cũng mua thì có thể liên hệ với mình và điện thoại và đưa được tư vấn và hỗ trợ nhiều nhất. Rồi ok, xin chào nha. Cảm ơn mình xong. Bye. Anh em có thể vào trang facebook.com/nhật audio để tìm thêm và nhiều sản phẩm mới nhất nhé.